Đây là khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tối mùng 2 Tết Nguyên đán. Hầu hết là khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội đổ về Đà Lạt để du xuân. Chợ đêm Đà Lạt mới hoạt động trở lại sau 7 tháng đóng cửa vì dịch Covid-19. Tối 2 tháng 2, du khách chen chân, nhích từng bước trong khu vực này. Bây giờ là 20 giờ ngày mùng 2 tháng 2, cũng là ngày mùng 2 Tết âm lịch. Nhưng mà lượng người đổ về khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt thì vô cùng là đông đúc và di chuyển thì cũng khá là khó khăn. Đặc biệt là khu vực Hồ Xuân Hương cũng như là chợ đêm Đà Lạt. Và theo ghi nhận của phóng viên thì ngoài việc là người dân gặp một số khó khăn trong việc đi lại thì hàng quán cũng chật kín bàn, và nếu như là không đặt trước thì người dân cũng như khách du lịch cũng rất là khó khăn để có thể kiếm được một chỗ để có thể ăn uống trong buổi tối ngày hôm nay. Từ 19 giờ, các ngã đường đổ về trung tâm Đà Lạt đã tấp nập người qua lại. Lượng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên đường. Không chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ, một số vụ va chạm giao thông cũng xảy ra ngay ở khu vực vòng xoay trung tâm do lượng người đổ về quá đông. Cảnh sát giao thông căng mình làm việc. Em ở Nha Trang là em chỉ lên chờ đổi không khí với gia đình chưa được. Sao em thấy thường ngày rất là đông. Em cũng mới tới sáng nay rồi, cũng chưa đi ra đâu nhiều. Bây giờ nó rất là một ngày. Ngoài chợ đêm, khu vực Hồ Xuân Hương, quảng trường Đà Lạt cũng chật kín người. Phía ngoài, dòng xe di chuyển khó khăn. Để kiếm được quán ăn trong buổi tối mùng 2 Tết tại Đà Lạt cũng không hề dễ dàng. Nhóm của Thảo Uyên, 23 tuổi, gồm 4 người, phải đi đến con thứ tư mới có bàn ngồi. Hầu hết các quán đều không nhận khách mới nếu không đặt bàn trước. Dù phụ thu từ 20 đến 30%, các quán ăn vẫn chật kín bàn. Tụi em đi nhiều quán, tụi em đi khoảng 3 quán mà không có chỗ nào nhận được hết. Xong rồi thế mới tìm được một quán cuối cùng. Tôi tưởng là tối nay phải về mì gói rồi, vùng 2 mà mì gói. Khách du lịch lên rất nhiều, họ có nhiều biển số xe lạ trên Đà Lạt này, với lại là chiếc xe trung tâm Đà Lạt. Tết Nguyên đán năm nay ghi nhận lượng khách du lịch đổ về Đà Lạt tăng đột biến so với năm ngoái. Theo một số người dân địa phương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 3 ngày Tết âm lịch năm 2021, Đà Lạt khá vắng vẻ. Tuy nhiên, năm nay lượng khách đã tăng trở lại.